Lưu, đây đây ba biểu. Có chuyện gì không? Hả? Con sống với ba bao nhiêu năm, con nghĩ về ba như thế nào? Tuyệt vời. Ba đã làm được những gì cho con mà con nói ba tuyệt vời? Cho con ăn. Vì cái ăn mà con nghĩ ba tuyệt vời. Để đúng gì mà. Ví dụ như những người khác cũng cho con ăn giống ba thì người ta cũng tuyệt vời. Ê, cái đó thì khác nha. Lỡ như mấy thằng trộm chó nó cho con ăn toàn là bả không chết luôn á. Tất nhiên cái này không phải bả, con ăn đi. Đúng rồi, cái này không phải bả. Ăn vô là biết liền. Còn nữa không? Cho ba ngắm cái body cái ba cho ăn nữa. Được nè, quay trái nè. Đây, quay phải nè. Đó, thấy có đít con không? Bự không? Được, đít bự. Cho mẹ miếng nữa nè. Cảm ơn nha. Ừ, ngon á. Đúng là thức ăn ở nhà khác, không phải bả. Bác ta cảm ơn bác cái nha. Bác chị Kỳ bắt lại nữa coi. Nè, được chưa? Ừ, được rồi. Cho miếng đi được không? Ừ, được. Đây nè. Trời ơi, nó ngon. Ăn nhìn mặt ngu ra luôn. Còn nữa không? Miếng đi. Mày ăn gì dữ vậy? Ăn gì ai nuôi nổi trời mày? Trời đất ơi, có mấy hộp đậu phộng là phải ấn à. Được rồi, nè, cho mày vài hộp nữa nè. Ăn đi. Con cho cố vô đi con. Ha, ăn cho mập cái thay ra. Mập thay nè. Ngon, quá ngon. Chiều nay đi ăn lẩu bò với ba không? Trời đất ơi, nghĩ sao rủ ta đi ăn lẩu bò. Ghét bò dữ lắm. Không thích ăn, thích ăn đậu phộng mà. Vậy hả? Miếng đi. Ok, nè. Mà tại sao mày lại ghét ăn thịt bò? Thịt bò vừa ngon vừa mắc vừa bổ mà sao mày ghét hả luôn? Trời ơi, con có lý do riêng của con nói ra, sợ ba chửi con nữa. Mày cứ nói ra đi, mày không nói tao mới chửi mẹ. Nguyên một con bò bự chả nấy, con chỉ thích ăn cái lưỡi của nó thôi. Trời ơi, sao kỳ vậy, sao chỉ thích ăn lưỡi nó thôi. Thịt nè, bím của nó nè, ngon lắm, sao mày không ăn. Trời ơi, cái lưỡi nó vừa bự, vừa rộng, vừa dài, ăn hoài hết luôn á, cái bím sao bằng. Tôi nói vậy ba mới biết cái lưỡi nó ngon vậy. Hồi chiều nay ba dẫn con đi ăn lưỡi bò được không? Trời đất ơi, ở Sài Gòn mình làm gì còn lưỡi bò nữa mà ăn. Nghĩ sao không còn? Sài Gòn còn thì về Bến Tre hay là về mấy tỉnh vùng quê khác có gì đâu. Trời đất ơi, ba biết hả, cả cái Việt Nam này mấy con bò bị cắt lưỡi hết trơn rồi. Không có còn chỗ nào để mà ăn được lưỡi bò nữa trơn. Ủa sao kỳ vậy? Sao cái này sao ba không biết? Thôi ba biết làm chi, chuyện này chuyện của người lớn. Trời, ba không cần biết đâu. Mày, miếng đi. Mày hay quá luôn ha. Ha. Vậy bây giờ ở đây không còn nữa, đi đâu có lưỡi bò cho mày ăn đây. Dẫn con đi qua China đi. China nhiều lưỡi bò lắm. Ủa sao phải là China mới nhiều lưỡi bò? Trời đất ơi, vậy cũng biết nữa. Bển từ người nuôi bò cho tới con bò, ai cũng là bò hết trơn, cho nên lưỡi nhiều lắm, có bản năng sặc gạch cũng hết nữa. Trời đất ơi, vậy luôn hả luôn? Mà đó giờ nói thiệt là ba chưa từng ăn lưỡi bò bao giờ, không biết nó ngon không? Mà chắc ba với mày sắp xếp một chuyến ở bển ăn hay luôn ha. Ê, cũng được, ai mời thì đi à. Nhưng ngoài cái lưỡi bò thì bển nó còn cái dịch vụ khác hay lắm, bạn biết đâu. Dịch vụ gì nữa? Trời, là bò liếm, liếm đủ thứ hết. Liếm đủ thứ là sao? Là cái gì gặp cái gì cũng liếm hả? À, đúng rồi. Trời, mấy con bò thì thấy cái gì đã liếm đó, liếm để nó đánh dấu á, bạn biết hả? Ồ, bây giờ ba mới biết luôn á, có thể là do nó liếm nhiều vậy cho nên là lưỡi nó mới ngon. Trời ơi, ba nói hoàn toàn chính xác luôn á, do nó liếm nhiều vậy cho nên lưỡi nó mới ngon, mới mập, mới rộng, mới dài. Đâu bây giờ con có hình ảnh video gì mà cái dịch vụ liếm tay đó không cho ba tham khảo chút coi. Được được, hôm bữa con có quả bển, con có tham gia dịch vụ này rồi mà con cũng có quay một cái video về nữa để con mở cho ba coi. Tụi này nó liếm chuyên nghiệp lắm. Ủa rồi, con từ Việt Nam qua bển cho nó liếm luôn hả? Ừ, thì nó chỉ có thể liếm được chúng ta thôi chứ làm gì mà tụi nó ăn được chúng ta hả ba? Mình không ăn nó thì thôi, nghĩ sao nó ăn được mình. Ba cứ tưởng ba là dân chơi, ai ngờ mày đúng là dân chơi thứ thiệt luôn á luôn. Cái gì mày cũng biết, cái dịch vụ gì mày cũng biết, hay thiệt. Thường thôi. Ủa bò, hôm nay anh lưu tới ủng hộ tụi em nữa hả, để em liếm lên sạch nha, đi liếm mỡ nè. Đó, mỡ dơ quá, để em liếm cho sạch nha. Tụi bay á, phải liếm cho sạch, cho thơm, người ta bo, nghe không? Dạ, em biết mà, em luôn yên tâm, liếm cho sạch, cho thơm. Liếm cho đàng hoàng, không thôi là tao cắt cái lưỡi tụi bay á. Anh Lu đừng có cắt lưỡi tụi em chỉ có cái lưỡi để làm ăn, cắt rồi tụi em sao liếm, sao chơm chĩa được cái gì nữa. Cái bản chất của tụi bay sống ở bên đây toàn là đi chơm chĩa, đi la liếm không biến.